chấm 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 thêm ấy. Cục môi như đây ngon nè. Hey. Đẹp. Tao em tao ăn xíu nha, dưới này hơi đau và non. Ba người à, chắc qua anh kia đi. Đợi ai? Chị. Chị chà chà. Rồi nói Hà quay đỡ với nó trước đi ta. Chứ sợ. Nó hai người còn lâu. Mà cái nó sẽ chờ không? Nó nhiều không? À, câu phải không? Không chịu à. Nó hai ca dưới nhưng mà hai ca nó trước đúng không? Thôi không bé chờ được thì chờ thôi, chờ ra. Em làm ok xí nha. Mụn dễ không Phúc? Năm mười phút, năm phút. Cái này con bé mà đã hơn thì mẹ nó về mà. Còn bé ít hơn thì 5 phút nữa chị xuống là được. Ba đã ăn. Thank you.
còn quạt, càng quạt nó lên càng nhiều hơn thì vậy. Không, đỡ hơn hồi xưa đó. Quát á là nó lên thưa hơn, còn mà cạo á mới lên nhiều hơn. Đau quá rồi bé. Để không mỏi cổ. Qua thấy chứ không phải hồi nãy thấy hả? Bởi lý do vì đang đi quát đó, hậu quả quá mà. Hậu quả quá lông nhiều quá gì nên quát. Bé đẹp. Phụ huynh sao là ra Hana 14 đi. 24. Hộp vừa rồi đó. Hộp xong là được 2 điểm với 3 điểm đó. Thì đó, giỏi gì sợ. Hàm răng là dán lên lớp rồi trời. Toán thì nghe nói là được. Nói chung là tổng là cái gì điểm chi mà vậy dễ sợ luôn á. Dốc nhất lớp chắc thi lại quá. Thì ý là Hà là chắc là phải ấy chứ. Toán thì hắn được 6 điểm. Tiếng Việt cũng chậm lắm, đọc chậm. Ta thấy 2 điểm 3 điểm thì sẵn hầu luôn. À tập làm văn. Trời ơi. Alo. Alo. Ờ, chị nghe em ơi. Dạ. 2 giờ chị có sợ sợ ba không chị? Có em. Dạ, vậy 2 giờ em qua nha chị. Ok em. Dạ. Tùy cô chấm á, tùy cô chấm là em hay nâng như chấm á. Em nâng bớt á. Thì chắc cô này cũng chấm rồi đó chứ. Cô cũng nâng rồi đó chứ, mặn dốt quá mà. Nâng rồi đó. Để rửa chấm về ngay lò về để mà để bà làm rửa chắc về có lý do đó. Trời, hắn làm lạc đề ấy hiểu không? Do cho hắn tập cái bài gia đình nhiều quá, cái là hắn làm ba đây là gia đình là hắn làm, nếu mà hắn làm đúng á là hắn được điểm 9 điểm 10 đó, vậy y chang luôn. Du chết được cô gây vô lạc đề. Tả về thành phố mà bà tả về ông tả về gia đình cười chết. Cho hắn học bài nó nhiều quá. Không, do chị bắt hắn học bài nó nhiều quá, có 3 bài lận. Đúng rồi, em bên em cũng 3 bài. Một về thành phố, 2 gia đình, 3 bạn bè. Đáng lẽ phải cho học đều nhau đúng không? 3 bài. Ha, à, hèn chi lạc đề bởi rơi còn điểm hơn nữa. Nên em kèm cho thằng cô gì được nè. Có thời gian không?
cố gắng bé à, gần xong rồi bé à, sặc sụa luôn rồi. Người ta trừ lại lấy cái cây nó là kéo cái cây mới luôn đúng không? Dạ. Ừ, chị hiểu rồi. Mấy cây cũ mình vẫn kéo mà đúng không? Kéo ra chứ. Mình sao này chứ, mình có cái hệ thống luôn chứ. Phải không? Ừ. Nhưng mình nhiều. Làm đầu dài thì mình còn nhiều cả. Cái anh Hiền cũng được kìa, được đề xuất đó. Nói chung cũng tạm tạm. Chắc bằng cảnh Hana của mình đâu đấy, mình báo. Có cây một kéo không ta? Chắc bốn cây chiều kéo. Em còn mấy cây mà. Ôi. Xin lỗi. Đâu quá hả em. Muộn xíu xíu không?